Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin bóng đá cập nhật ngày 11 tháng 6 ở kênh Bóng Đá và Đời Sống. Trong tối nay và rạng sáng mai, cục diện bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ được định đoạt. Và trong bản tin ngày hôm nay, những tin tức liên quan đến tuyển Việt Nam và các đối thủ khác sẽ là tâm điểm. Ngay bây giờ hãy cùng bắt đầu bản tin. Huấn luyện viên Kim Sang-sik phát biểu trong buổi họp báo trước trận với Iraq: "Chúng tôi đến đây với niềm hy vọng và mục tiêu chiến thắng." Phát biểu tại cuộc họp báo trước trận đấu với Iraq tại lượt cuối bảng F vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, huấn luyện viên Kim Sang-sik tin vào sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam và hy vọng sẽ cùng các học trò giành chiến thắng trên sân khách. "Thông qua trận đấu với Philippines, chúng tôi đã nhìn thấy khả năng đi tiếp. Chúng tôi đến Iraq với một chút hy vọng. Chúng tôi đã chuẩn bị tốt để đối đầu với một Iraq rất mạnh và được thi đấu trên sân nhà với 65.000 khán giả. Nhưng chúng tôi cũng là đội bóng mạnh và đến đây với mục tiêu giành chiến thắng. Tôi hy vọng đội tuyển Việt Nam sẽ đạt được kết quả ấy." Huấn luyện viên Kim Sang-sik mở đầu buổi họp báo trước khá đông phóng viên nước chủ nhà. Khi được hỏi kỹ hơn về sự chuẩn bị của đội tuyển Việt Nam, huấn luyện viên Kim Sang-sik nói: "Chúng tôi đã đến Iraq được 2 ngày. Thời tiết rất nóng và khó để thích ứng với điều kiện này. Nhưng chúng tôi đến đây với niềm hy vọng và mục tiêu chiến thắng. Các cầu thủ đã cố gắng hết sức. Người Việt Nam rất mạnh mẽ và sẽ vượt qua khó khăn. Chúng tôi sẽ thi đấu thật tốt trận đấu ngày mai." Tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam chia sẻ thêm: "Chúng tôi đã thua Iraq trong 2 lần đối đầu gần nhất. Nhưng khi ấy tôi chưa dẫn dắt đội. Tôi chỉ biết lúc này chúng tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng và hy vọng có chiến thắng ngày mai." Nhận định về đối thủ Iraq, huấn luyện viên Kim Sang-sik đánh giá các cầu thủ đội bạn có thể lực và nền tảng kỹ thuật tốt. "Ngoài chơi bóng ngắn, họ còn tập trung vào tiền đạo mục tiêu Ahmed Hussein và đang làm rất tốt. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi Iraq và phân tích, đề phòng những cầu thủ cần chú ý. Hy vọng qua những phân tích, các cầu thủ sẽ chơi tốt trong trận đấu ngày mai." Tại cuộc họp báo, truyền thông nước chủ nhà tỏ ra khá quan tâm đến sự thích nghi của đội tuyển Việt Nam với thời tiết rất nóng nực tại Basra. Trước vấn đề này, huấn luyện viên Kim Sang-sik chỉ cười và nói vui: "Tôi chỉ muốn giành chiến thắng và trở về Việt Nam càng sớm càng tốt." Cùng tham dự buổi họp báo với huấn luyện viên Kim Sang-sik, hậu vệ Bùi Hoàng Việt Anh nói: "Chúng tôi đã chuẩn bị ở trận đấu này trong 3 ngày vừa qua. Toàn đội rất tập trung để có được sự chuẩn bị thật tốt và cố gắng thi đấu tốt trước Iraq. Thời tiết ở đây rất nắng nóng và chúng tôi sẽ phải thi đấu dưới áp lực của rất đông khán giả. Thật sự khó khăn với đội tuyển Việt Nam. Tuy vậy, ban huấn luyện cũng đã chuẩn bị nhiều phương án cho đội tuyển. Iraq rất mạnh, nhưng chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức, phát huy tối đa khả năng bản thân để giành kết quả tốt." Trận đấu giữa đội tuyển Iraq và đội tuyển Việt Nam trong khuôn khổ lượt trận cuối bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ theo giờ địa phương ngày 11 tháng 6, tức 1 giờ sáng ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Đội tuyển Việt Nam làm quen sân Basra, sẵn sàng cho thử thách tại Iraq. Tối ngày 10 tháng 6 theo giờ địa phương, đội tuyển Việt Nam đã có buổi tập làm quen với sân thi đấu Basra International và hoàn thiện khâu chuẩn bị cuối cùng cho cuộc đối đầu với đội chủ nhà Iraq. Mặc dù không còn nắm quyền tự quyết trong cuộc cạnh tranh tấm vé đi tiếp tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026, nhưng thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik vẫn hướng tới trận đấu với sự tập trung và tinh thần quyết tâm cao nhất. Sân vận động Basra International, nơi diễn ra trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Iraq, được đánh giá là chảo lửa của bóng đá Iraq với sức chứa 65.000 khán giả. Vé xem trận đấu cũng đang tạo ra cơn sốt tại Basra, hứa hẹn các khán đài sẽ được phủ kín bởi các cổ động viên đội chủ nhà. Khi được hỏi về điều này, Quang Hải chia sẻ: "Với anh em cầu thủ, thì việc thi đấu tại một sân vận động có đông khán giả luôn có hai mặt. Chúng tôi cũng là những người đã trải qua nhiều trận đấu lớn rồi, nên không có vấn đề gì cả. Toàn đội sẽ cố gắng để thi đấu thật tốt, coi đó là sự khích lệ với mình để làm sao vào sân với sự tự tin và đoàn kết với nhau." Đáng chú ý, đội tuyển Iraq chưa từng bị đánh bại khi thi đấu trên sân Basra kể từ trận đấu đầu tiên được tổ chức tại sân này hồi năm 2019. Họ cũng đã nâng cúp vô địch vùng vịnh khi giải đấu diễn ra tại sân Basra International vào năm 2023. Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, khi được thi đấu trên sân nhà Basra, đội tuyển Iraq đã thắng Philippines 1-0 và vùi dập Indonesia với tỷ số đậm 5-1. Trận đấu giữa đội tuyển Iraq và đội tuyển Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 11 tháng 6 theo giờ địa phương, tức 1 giờ rạng sáng ngày 12 tháng 6 theo giờ Việt Nam. Huấn luyện viên đội tuyển Iraq muốn thử nghiệm đội hình, cơ hội cho đội tuyển Việt Nam. Ngày 12 tháng 6, Iraq sẽ có cuộc tiếp đón đội tuyển Việt Nam trên sân nhà tại lượt trận cuối bảng F vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Trước màn so tài này, hãng truyền thông WinWin cho biết, huấn luyện viên Jesus Casas sẽ có nhiều sự thay đổi về nhân sự cho đội tuyển Iraq. Huấn luyện viên Jesus Casas đã quyết định cho một số trụ cột nghỉ ngơi trong trận gặp đội tuyển Việt Nam. Ông ấy muốn đưa một số cầu thủ mới vào đội hình. Huấn luyện viên Casas không nhắc tới những cái tên cụ thể, nhưng một số gương mặt như Mohamed Antey, Marco Fazi và Ali Kathim đang có cơ hội ra sân. Tờ WinWin dẫn lại phát biểu của một quan chức trong Liên đoàn bóng đá Iraq: "Nếu điều này là sự thật, đây chắc chắn là tin vui với đội tuyển Việt Nam trong trận đấu sắp tới, bởi việc thay đổi nhiều cầu thủ trong đội hình xuất phát
sẽ tạo ra những xáo trộn và cách vận hành lối chơi cũng không còn liền mạch. Dù vậy, theo hãng truyền thông Win-Win, nhà cầm quân người Tây Ban Nha vẫn muốn có 3 điểm trước đội tuyển Việt Nam để duy trì thành tích toàn thắng ở vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Huấn luyện viên Jesus Casas muốn Iraq giành chiến thắng ở trận đấu sắp tới nhằm nối dài chuỗi thắng, đồng thời cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng FIFA. Ông Casas đã nói chuyện với các cầu thủ và khẳng định rằng chiến thắng là một điều tất yếu, bởi vì đội tuyển Iraq sẽ chơi trận đấu cuối cùng trên sân nhà với sự cổ vũ khoảng 65.000 cổ động viên. Một chiến thắng sẽ giúp người hâm mộ yên tâm hơn về đội tuyển quốc gia, tờ Win-Win viết. Vào ngày 8 tháng 6, đội tuyển Việt Nam cũng đã có mặt tại Iraq để hướng tới trận đấu diễn ra vào ngày 12 tháng 6 tới. Ở trận đấu này, những chiến binh sao vàng bắt buộc phải có kết quả tốt để nuôi hy vọng lấy vé vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Nhưng điều này cũng chỉ có thể xảy ra trong điều kiện Indonesia không thắng Philippines ở trận đấu trước đó. Huấn luyện viên tuyển Philippines kết thân với phóng viên Indonesia sau tin đồn bị dọa đánh. Huấn luyện viên Tom Sanfeet từng phát biểu sau trận gặp Việt Nam rằng ông sẽ cố gắng hết sức để đánh bại Indonesia ở lượt trận cuối cùng. Tuy nhiên, những lời này lại bị cổ động viên Indonesia hiểu nhầm thành cố gắng giúp Việt Nam đi tiếp. Thực tế, nếu Philippines đánh bại Indonesia, còn Việt Nam hòa hoặc thắng Iraq, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ đi tiếp vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á. Tuy nhiên, việc một huấn luyện viên tuyên bố giúp đội nhà thắng trận là điều hoàn toàn bình thường. Sự việc khiến huấn luyện viên Tom Sanfeet gặp nhiều phiền toái khi nhiều cổ động viên Indonesia phản ứng quá mức. Ông chia sẻ vào ngày 9 tháng 6, "Tôi thậm chí bị dọa đánh vì những điều tôi không nói." Đến ngày 10 tháng 6, trước buổi họp báo, huấn luyện viên Tom Sanfeet đã lấy lại được tinh thần tích cực. Ông tới bắt tay và chào hỏi các phóng viên Indonesia một cách niềm nở. Thậm chí sau buổi họp báo, vị chiến lược gia người Bỉ còn nán lại để chờ huấn luyện viên Sinteyong và chào hỏi. Trong buổi họp báo, ông Sanfeet còn tiết lộ một số điều thú vị về bóng đá xứ vạn đảo mà chính các phóng viên cũng phải bất ngờ. "Tôi đã theo dõi sự phát triển của bóng đá Indonesia trong một thời gian rất dài. Lúc đó tôi làm giám đốc kỹ thuật ở Hà Lan, khoảng năm 2006 đến năm 2008. Sergio van Dijk, cựu trung vệ đội tuyển Indonesia, đã nói rằng anh ấy muốn đến Australia thi đấu để có cơ hội khoác áo đội tuyển Indonesia. Sau đó, anh ấy lập tức biến điều này thành sự thật." Trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Philippines sẽ diễn ra vào lúc 19:30 ngày 11 tháng 6. Đây là trận đấu có tính chất quyết định đến cục diện của bảng F, vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á. Huấn luyện viên Sinteyong tuyên bố Indonesia sẽ đi tiếp. Phát biểu trước lượt trận cuối vòng loại thứ 2 World Cup 2026 khu vực châu Á, nơi mà Indonesia tiếp đón Philippines trên sân Bung Karno, huấn luyện viên trưởng Sinteyong tự tin đội nhà sẽ sớm định đoạt bảng đấu. "Ở bảng này, Iraq đã giành tấm vé sớm. Với tấm vé còn lại, Indonesia có cơ hội lớn hơn đội tuyển Việt Nam, đặc biệt khi chúng tôi được thi đấu trên sân nhà. Tôi chẳng có gì phải lo lắng, vì chắc chắn chúng tôi sẽ có vé vào vòng 3, huấn luyện viên Sinteyong nhấn mạnh. Tuyên bố của nhà cầm quân Hàn Quốc như để gián tiếp khích lệ tinh thần toàn đội. Ông Sinteyong đồng thời cảnh báo các học trò không được chủ quan. "Không có đường lùi cho chúng tôi, song cũng nên nhớ rằng Philippines dù bị loại, cũng chắc chắn sẽ chiến đấu hết mình. Chưa có chuyện buông xuôi hay bỏ cuộc." Tại lượt đi, Indonesia chật vật hòa Philippines 1-1 trên sân khách. Ở trận đấu gần nhất tại Hà Nội, Philippines với dàn cầu thủ nhập tịch được bổ sung đã gây nhiều khó khăn trước khi chịu thua ngược Việt Nam 2-3. Indonesia sẽ gặp Philippines vào lúc 19:30 ngày 11 tháng 6, sớm hơn 5,5 tiếng trước khi Việt Nam làm khách trên sân Iraq. Nếu thắng Philippines, Indonesia sẽ giành vé đi tiếp mà không cần quan tâm đến kết quả trận Việt Nam-Iraq. Nếu hòa hoặc thua, thầy trò huấn luyện viên Sinteyong có thể bị loại trong trường hợp Việt Nam thắng hoặc hòa Iraq. Trên đây là những thông tin đáng chú ý nhất trong ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên subscribe kênh Bóng Đá và Đời Sống, chia sẻ và like video này. Chúc các bạn có một ngày làm việc vui vẻ.